27 giờ ngày 7 tháng 8, một chiếc ô tô trọng tải mang biển kiểm soát 79C04031 lưu thông từ hướng đèo Bren vào thành phố. Khi đến giữa tuyến đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt, thì một khối hàng rất lớn trên xe kéo theo hệ thống dây điện, cáp quang, internet bắc qua đường và làm một cột điện bị gãy. Tại hiện trường, một khối sắt lớn có chiều cao gần 4m, chiều rộng hơn 2,5m bị rơi từ trên xe ô tô xuống, nằm ngay giữa ô phân luồng. Cạnh đó, một chiếc cục điện bị gãy đổ, kéo theo hàng loạt dây điện, dây cáp quang và dây internet bị đứt. Rất may, thời điểm khối sắt rơi không có các phương tiện lưu thông nên đã không gây thiệt hại về người. Nhận được tin báo, ngành chức năng của thành phố Đà Lạt đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời thông báo cho các đơn vị liên quan đến hiện trường phối hợp để xử lý vụ việc. Về nguyên nhân, cơ quan chuyên môn cho biết do chiếc xe chở hàng chiều cao vượt quá quy định nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc này. Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Xuân Hà, sinh năm 1987, trú tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Cầu Tre, điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 49V13081 đi từ hướng thành phố Bảo Lộc đi Lộc Bắc.